Tập luyện nhiều thì có giảm cân được không? Ok, có rất nhiều bạn đã tập luyện rất là nhiều, tập luyện điên khùng, tập luyện điên cuồng, gọi là một ngày tập luyện hàng 2-3 tiếng, một tuần tập 6-7 buổi nhưng mà vẫn không giảm cân được. Thì tôi chia sẻ với các bạn như này, chúng ta không cần tập luyện quá nhiều các bạn nhá. Chúng ta chỉ cần mỗi một tuần dành ra cho mình 6 buổi và mỗi buổi dành cho mình từ 45 phút cho đến 60 phút để chúng ta tập luyện giảm cân mà thôi. Bởi vì nếu như chúng ta tập luyện quá nhiều ấy mà chúng ta không có thời gian ngủ nghỉ và dinh dưỡng phù hợp ấy thì cơ thể của chúng ta nó sẽ rất là mệt mỏi, sẽ rất là chết. Và lúc đấy cơ thể của chúng ta nhá các bạn nhá, lúc đấy cái việc cơ thể của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó sẽ tích mỡ các bạn nhá. Luyện cơ thể của chúng ta nó sẽ tích mỡ đấy các bạn ạ. Vì vậy đừng có tập luyện quá nhiều các bạn nhá. Vì tập luyện quá nhiều ấy thì cơ thể của chúng ta nó không được phục hồi, nó sẽ chết và lúc đấy cơ thể của chúng ta sẽ tích mỡ và tích mỡ ấy thì chúng ta sẽ lên cân và chúng ta sẽ không giảm được cân các bạn nhá.